Dạ, như cái khu vực bên dưới này cho con, cho giống tuyển chọn ra những cái con độ tuổi từ 4 tháng cho lên bán được không? 4 tháng trở lên. Dạ, 3 tháng rưỡi thôi, thì nổi 4 tháng có những cái con hơn 4 tháng. Mấy con này là mấy tháng? Dạ, như những con vàng vàng nó được tầm 4 tháng rồi. Còn những cái con nhỏ hơn tầm khoảng 3 tháng tuổi. Con là đẹp rồi. Không, anh có thể nuôi cái loại con này này, đây, đây đó, cái loại không. Một con nó giá bao nhiêu em? Dạ thì một con mà theo lông giống như lông hổ. Như Sài Gòn qua Hà Nội bán theo màu lông, nhưng màu đen, vàng và đốm á thì nó giá từ 5 đến 6 triệu một con. Sài Gòn nó 5 triệu một con, Hà Nội 6 triệu một con. Còn con vợ nó sẽ đắt hơn, vợ này con giá là 18 triệu. Là vận chuyển luôn á hay sao? Con. Cái này đó. Quy. Dạ, tại nó đúng cái giá chị trong rồi không? Mà thấy cho em nói đúng không? Vợ anh với đốm. Con là mắc nhất. Mắc đâu rồi? Đen nó mắng là không? Đen nó mắng là không? Phải để nó đầu hang. Phải để nó đầu hang. Vợn là sao em? Vợn thì mình để như chuồng góc mấy bên trái, túi bên kia thì có một con vợn là bên chuồng bên đây cũng có một con vợn màu trắng trắng, cũng là một con vợn. Thì vợn đây cũng có nhiều loại vợn, như vợn đen, vợn vàng và vợn lửa. Có những con như vợn đây vợn trắng, bạch hổ. Ý anh nói là nhìn sao biết đó con vợn? Nhìn cái màu lông mà nó có màu sọc sọc ra trên người có hai màu đen và đen vàng hoặc là đen với màu nâu. Người miền Tây mà hay kêu con vợn á. Màu vợn, con vợn. Cái màu đó là như còn con cọp vậy. Đây như con cọp đây. Thoát ra thoát thoát. Cho một cái bài nè, cái bài nè, cái bài nè. Dạ, mình ở đâu ở Sài Gòn hay Sài Gòn nè. Nếu như con đó ở Sài Gòn thì bây giờ nó có giá bác, 8 triệu. Mày lại đây mày tưởng tượng này, mày nói mấy người nữa. Em cứ ví anh giống. Mình chỉ đây là cắt cọc và mình nhận chó là. Nó tiêm phòng hết luôn nè. Dạ, mình đã tiêm phòng ngừa 7 bệnh và dạy và sổ. Tiêm ở đây luôn hả? Dạ, tiêm ở đây thì mình ở đây có cái sổ và có một bữa thú y chứng người. Thì ở đây mình nuôi và bảo tồn là chính, thành ra mình không có làm những cái thủ tục mua bán chuyển ra ngoài nước rồi. Thành ra là khai sinh mình không có làm cho nó. Một con như này thì nó sống bao lâu? Thường thủ thì ở đây á, chạy mình hồi lúc trước có từ năm 2000 á, thì có một con đã từng được sống 17 năm mà, nhưng mà nó chết đây cách khoảng 3 tháng, 3-4 tháng nay rồi. Thì không có, ở đây thì nó chết, mình có một cái khu vực nghĩa trang mình chôn riêng cho nó không? Có thắp nhang điện thôi. Thì nhang mình thì có thắp đâu mà tốn tiền đó mà. Nó chết mình trời cho nó một mảnh đất á. Phú Quốc này đất rất là có giá. Trời nó một mảnh là đã quý cho nó. Đặc điểm mình dành là hai cái xoay lưng. Dạ không mà cái đặc điểm và cái đặc điểm với nhận dạng chỗ chó sấy Phú Quốc á, thì nó có những cái đặc điểm sao như là phải được xuất xứ từ Phú Quốc mình. Trên lưng thì có một cái sấy lưng tự nhiên, tay thì đứng hai xoay lưng mình. Sấy ở đây có một lần lông dựng đứng ở giữa lưng rồi sấy, còn trong những cái quần nhỏ đó cũng gọi là sấy, nhưng mà sẽ nhỏ bên trong thôi. Sấy lớn quay lưng em xem nào. Thì có sấy lưng tự nhiên à, tay thì đứng á, đuôi thì bót cần câu, dáng người là ngực nhỏ, eo thì thon, lông thì ngắn dưới 2 cm. Và điều đặc biệt hơn nữa bạn khó nhìn dàng quá nha. Dạ thì cái điều đặc biệt hơn nữa thì là bàn chân thì lại có màn tự như màn chân vịt. Đó chính là những cái đặc điểm và những cái tiêu chí của chó sấy Phú Quốc. Là nó bơi được hả em? Dạ bơi lội rất là giỏi vậy. Và nó đẻ là đẻ hang. Thì cái đặc tính của cái giống chó này thì nó đẻ thì nó sẽ đào với những cái hang, đối với những cái vùng đất để nó chui vào trong để nó đẻ. Và không những khi nó đẻ nó mới đầu hang, thì bình thường nó cũng đầu hang để nó chui vào trong để nó ở, hoặc là nó ngủ ở nghỉ ở trong. Rồi còn khu nào đúng không em? Dạ còn ở trong 2-3 khu nữa. Rồi đi tiếp. Dạ rồi bây giờ rồi mình đi tiếp đi vào bên trong này tham quan và xem những cái tiết mục ở lại bên, còn bên trong. Để từ từ để về mua nguyên cái núi đã xong rồi mới có tiền mua chó được. Dạ thì cái thức ăn mình cho ăn ở đây là cơm và cá biển mình kho rồi mình sẽ trộn lại với cơm cho nó ăn thôi. Là đối với giấc chiều thôi, còn giờ giấc trưa mình sẽ nấu cháo, thịt heo, gan heo, lòng heo cho nó ăn. Tất cả đều là chính em? Dạ đều là nấu chín, ăn chín đó nè. Nhỏ này mua về làm cho nó ngay hộp sữa nha. Dạ không mà chó con mình đừng nên cho uống sữa, nó không tốt cho cái giống chó này rồi. Chó con với chó trưởng thành là đều cho ăn giống nhau hả? Dạ chó con và chó trưởng thành đều cho ăn giống nhau, nhưng mà chó con thì mình kỹ hơn, mình cho ăn mình đừng nên cho nó ăn xương, nhất là xương gà. Mình nên cho ăn cá thì mình lấy thịt cho nó ăn thôi. Ồ vậy hả? Dạ thì còn giấc sáng thì nó ăn thường ở đây ăn hột vịt lộn, hột rào mình cho ăn sống luôn. Mỗi con được một quả một tuần, ăn hột vịt lộn 2 lần, còn ăn hột gà thì những cái ngày còn lại có hột gà. Tháng mình mới ăn hột vịt lộn lần đó. Mỗi ngày luôn mà.
Dạ, và như cái khu vực bên trong này là cái khu vực chó lớn, chó trưởng thành. Và cái khu vực bên này mình nuôi và mình huấn luyện những cái con để làm rào. Nó dữ không em? À, thì nó dữ đối với người mà chọc quá, chọi nó kiếm chuyện đó. Cũng thường cái giống chó này trông rất là hiền và thành. Wow. Con này trên 4 tuổi. Không, đây. Con chó này giống chó qua ở đảo ngẫu gì? Dạ thì cái con này ở đây cái trọng lượng của nó nói với con bên kia là lớn rồi. Có nghĩa là trọng lượng là lớn nhất rồi hả? Dạ thì trung bình thì lớn nhất tầm khoảng trai. Ồ đẹp quá. Sấy tự nhiên ha. Lông ngắn ha. Thì con này nó không bự bằng chung tay của em. Eo thon chân chân đùi gà hả? Nó bự cái con cái con. Dạ vậy bán cho nhỏ và cho cái làm giống. Nhỏ lắm coi cho nhỏ xong. Trời ơi. Nó giữ thôi. Không này. Nó hiền là mấy ông quen nó hiền chứ mình nhảy vô nó đâu có hiền mà. Ủa anh cái hang nó đào là ở đâu anh? Nó có cái lỗ nhỏ đó hả? Cái lỗ. Không ở trong góc nó kìa nó đào hang sâu. Mày nhắm mặt lại đây tí nào. Cái hang là cái lỗ bên kia đó hả? Ủa gần đây có lỗ nào giờ mình thấy không ạ? Chắc khỏe ha, nhìn khỏe rồi. Dạ đây bây giờ đồ mình đứng vào cầm làm ở trong này. Đâu đâu anh đưa cái chân đó, có màn là sao đâu anh? Đưa. À, tí xíu có người sẽ giới thiệu từng tên tên nó tên gì? Tao này tên là Nô. 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 Nô, 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 căng nó đi nô. Mặt đây nô. Những cái tiêu chí của chó nhỏ nhưng mà chó nhỏ nó chưa phát triển hết. Mình lại đây mình xem khu vực cho những con lớn này phát triển những cái tiêu chí hết. Như là có sấy lưng rồi, sấy này đây gọi là sấy kiếm không? Tay thì đứng, đuôi thì bó cần câu, cái người ngực nở, eo thì thon. Uống nghe. Cái quái à. Thì lông thì lại ngắn dưới 2 cm rồi. Và điều đặc biệt nữa bằng chân thì lại có màng tựa như màng kính dâm. Đứa trứng con. Dạ đó chính là màng. Thì có nhiều người thì lầm tưởng cái giống chó thường ở nhà cũng vẫn có màng, thực ra nó cũng có nhưng màng nó nằm phân nửa ngón trở về bên trong thôi, còn như những đây thì nó to rồi phát triển ra tới bên ngoài. Nhờ chân nó có màng thì giống chó này bơi lội rất là giỏi. Mày vạch chân thực ra coi con móng cho đeo không? Dạ rồi, bây giờ tụi con sẽ tụi em sẽ biểu diễn cái tiết mục đầu tiên cho đoàn mình xem. Ở đây thì dưới cái bảng chữ Thanh Nga mình sẽ còn 3 chữ, chữ chào quý khách sẽ bỏ vào trong 3 cái túi màu để mâm rằng rốc kia. Thì huấn luyện viên này sẽ kêu các bạn động viên có tên là Kino đi nhặt từng cái túi màu nào theo cái lời của huấn luyện viên mang về. Còn huấn luyện viên đứng đây chị thêm đó chị nhóm mỗi giờ lắm chị sẽ lùng quá. Giống em vậy. Rồi bây giờ mình chuẩn bị xem luôn rồi. Rồi. Anh nó lớn luôn, nó nhỏ gì hoài luôn. Có con chó nó không lớn, có lợi không lớn. Đó là chị qua Nhật ha. Không, cá huống này có lợi không lớn mà. Mua xong đi chụp hình nó lại. Rồi mình xem tiếp, chuẩn bị mình xem tiếp mục này luôn nha. Rồi. Bây giờ nó sẽ đi lấy cái gì? Lấy ba cái túi màu đó đem về cho mình. À. Mình sẽ xếp lên bảng. Ok. Rồi, chuẩn bị, nó về vậy, đi. Lấy gì? Lấy màu xanh kìa. Màu xanh, màu xanh. Lấy màu vàng, ảnh cho lấy màu vàng mà. Ok. Rồi. Nghe giỏi. Màu đỏ. Đó, đổi màu lại là đỏ, đổi là chỗ cho nó lộn mà. Đen có luôn rồi nha. Muốn điện thêm anh ơi. Cho ăn hột gì vậy? Dạ ba nó cho là chi. Học mất học mất. Không cho nó ăn là nó không đi vậy. Nó phải về dưới Mỹ. Rồi, tiếp tục. Đi, bọc xanh về. Lấy màu đỏ nha. Đó, đó. Đó. Thì ở đây nó chỉ nghe lời của bên đó. Đổi chỗ lại nó lộn mà. Hay là bây giờ đổi chỗ thử coi. Cho cái màu kia làm phân bên đây. Đổi chỗ rồi. Dạ môn này mình chưa huấn luyện tới, mình chỉ huấn luyện cho nó. Đó là nghe đi lấy đồ vật thôi chứ mà chưa có huấn luyện là chứ nó con này đâu phân biệt được màu đâu mà chó có con nào phân biệt được màu đâu mà. Rồi, tiếp tục. Đi, chó là mù màu mà thôi. Đi. Lẹ. À. Con này đâu có màng. Rồi, một tràng tay cho em nó đi. À. Cảm ơn Nô. Rồi, vỗ tay luôn Nô. Rồi, kính chào quý khách. Dạ rồi thì không nói được cái chết luôn á. Con nói được chết luôn. Màu này tiếp chào huấn luyện viên, tiếp lên chữ chào thôi nha. Chào đồng đội đã đến với chạy luôn anh. Nói được chữ kính chào quý khách là chết luôn. Rồi, tiếp tục cưng.
Rồi như vậy tiếng một mình ở đây đã kết thúc rồi. Rồi tiếng một mình kết thúc rồi, bà dài muốn xem cận cảnh sát hơn nữa mà chạm được nó thì mình qua bên này rồi. Rồi. Tại thì nó đó là ngày mình có thể chạm. Mày đứng đây cho tao chụp hình cái coi mày nhảy hoài. Nhảy gì chói. Đúng rồi chó. Sophie kìa, Sophie kìa con. Coi chú là kéo rồi. Nhảy gì chói nha. Em. Đúng là đồ chó nói hoài không nghe. Lấy cái tay mày ra coi cái thằng nào nhúc nhúc. Em. Ừ, làm kiểu này. Chân ngồi xuống đi, chân ngồi xuống đi. Rồi. Ra xuống cho hai nha, hai nha. Trời đất ơi. Ba cái té luôn á. Nó giờ hai cái là ngồi nó xỉu đó nha. Sợ nó sợ. Thấy không người nó sợ. Nó đang trong trạng thái nó quen rồi, nó không phải nó sợ. Thấy ông thủ ngồi nó sợ rồi, người nghe người. Trời ơi. Chú Điền không à. Ngoan nè, người ngoan ạ. Đi chạy vòng lộn. Người toàn phát ra rồi mất tôm không. Dạ chú Bình kìa. Ngọc đâu lên. Ờ, có chống mắt luôn nè, quá đẹp. Ngực ngực nở eo thon. Tập tạ mỗi ngày mà. Con này tập phim. Chó tập phim hả? Ờ, chó được biết đóng phim luôn hả? Chó rất là trước mặt hả? Giờ nó không á, ngồi xuống. Chỗ săn chắc bà bố. Ôi, bà quái kìa. Ôi, ghê ghê, nó ghê, bà trời ơi. Giờ ngực người ta à. Nó sổ muối luôn à. Em chưa có kịp đi. Cái màn nó dài á bác. Thôi đừng đụng. Cái con kia đó, nó có nửa ngón rồi. Còn con này nó chờ là tới hết rồi. Chứ không phải em sợ cắn này. Xem để mình tham quan xem đua luôn không? Rồi mời cứ. Tiếp cái lối bên trên này luôn không? Bên kia mở lối đi riêng vậy? Dạ cái lối mình nói chỉ là lối đi tắt, mình không có tham quan khu vực chó sinh sản không? Còn mình đi cái lối bên này mình tham quan chó sinh sản. Phá hoại thành quả lao động của chủ trồng trong các nghi lễ. Trong thực tế chó đã làm rất tốt việc này. Rồi mời các anh chị theo lối này tiếp tục. Trước đây có những trường hợp chó vào rừng bắt được thú rừng, sau đó mang về tới nhà để giao cho chủ. Có những lúc gặp con mồi quá lớn, chó không thể mang về, nhưng chó có những động tác báo tin, đồng thời tìm cách dẫn đường cho chủ đi vào rừng mang con mồi về. Nếu nói đến các lời dẫn, có lẽ chó là loài thú gần nhất mà chúng ta thường thấy và nghe rất nhiều câu chuyện về chúng. Đặc biệt đối với loài chó Phú Quốc, khi đi đâu với chủ hoặc khi vào rừng với chủ đã từng giúp chủ tránh được sản hoa dã không? Sinh sản hoa dã đây là khi nó sinh sản thì nó đào bới những cái hang để nó chui vào trong nó đẻ, thì đó là những cái vùng đất thôi. Cái vùng bên này thì con có thể đưa ra đây là không có hang. Ủa chứ con đâu anh? Thì cho con thì có thể mùa này có một số con đang mang bầu nên chưa đẻ không? Có. Em phát hiện em nói trên kia đúng quá, nó sủa. Đâu phải con nào cũng đào đâu. Hả? Này đâu phải con nào cũng đào, thấy có chỗ con có con không. Ngáy là tới cái đâu làm cái rồi. Đây là hang của chó. Con chó nó có thể đào từ 8 tấc cho đến 1m2 đến 1m5. Còn khi mà mình đắp thẳng cho nó, mình đắp thẳng cái mồi không còn. Mình đắp thẳng như mày nhớ rồi, cái khi nào cả chúng nó còn cái hố trong. Thứ gì? Những cái khu vực bên này, khu vực đó mình đã qua mình đã đi luôn. Không cầm đồ sủa. Á cái hang nó đào vô nó xuống xong nó quay đầu lên cũng hay ha. Nó hụt lùi. Thì cái hang gì cái đường cứng thôi, hang cũng đầu vậy, cứng rồi lên hụt lùi. Bốn người thực thi và cái đầu quay đầu ra được. Mày trời, hang nó này ở trong to luôn. Ở ngoài đi, nhỏ vừa chui vào bên trong rất là to. Nó to này nó quay đầu lại không? Sao mà đem về to nuôi được? Mang đâu ra đạo? Có chứ không có, anh nghĩ sao to mang này? Chơi ra chơi quần được. Là lúc thiết kế to là phải thiết kế một miếng đất. Nó mới có chỗ đào hang. Hả? Còn ngay nước đó. Nước nào?
Hạng mục thành viên dự án bảo vệ rừng nguyên sinh và trường đô địa hình cho Sở Phú Quốc trang trại Thanh Nga xin trân trọng kính chào quý khách. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Sau khi được sự giới thiệu của hướng dẫn viên nội bộ, đưa quý khách đến tham quan từng chuồng trại nơi chăm sóc và bảo tồn loài chó sói Phú Quốc đặc biệt này, chúng tôi xin được phép kính mời quý khách vui lòng về phía khán đài. Tổ đội hành trường đua địa hình chúng tôi sẽ phục vụ quý khách bằng một lượt đua địa hình chó sói Phú Quốc. Sau khi quý khách xem xong lượt đua này, chúng tôi sẽ có hướng dẫn viên nội bộ đưa quý khách tiếp tục về phía tay phải của khán đài là lối đi tham quan để xem những tiết mục kế theo. Kính thưa quý khách, tổ đoàn trường với điện chúng tôi hôm nay gồm có hướng dẫn viên nội bộ Hoàng Lên, xin cảm ơn, dẫn chí tình Nguyễn Trung, xin kính chào, huấn luyện viên trưởng Kim Tốt, xin cảm ơn, huấn luyện phó Quy Nguyễn, xin cảm ơn, và huấn luyện phó Nguyễn Bảo, xin cảm ơn, sẽ trực tiếp điều khiển các vận động viên của mình vào trường thi đấu để phục vụ quý khách. Trong lúc chờ đợi các huấn luyện viên làm nhiệm vụ của mình, chúng tôi xin được phép giới thiệu sơ lược về trường đua địa hình như sau. Trường đua địa hình gồm có 4 đường đua, tổng chiều dài là 365m, trong đó chúng tôi có bố trí 12 địa hình. 4 đường đua cũng tượng trưng cho 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông, sẽ mát mẻ như mùa xuân, khắc nghiệt như mùa hạ, yên bình như mùa thu và rét buốt như mùa đông. Những loài chó này vẫn tồn tại hàng ngàn năm ở Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam. Vì đây là tài sản quý của nước nhà, sở dĩ chúng tôi thành lập trung tâm bảo tồn vì sợ loài chó này lai với giống chó khác, mất dần giống chó Phú Quốc. Thứ hai là chúng tôi muốn tăng thêm một sản phẩm rất mới lạ khi đón chào quý khách đến tham quan nghỉ dưỡng ở đảo Ngọc Phú Quốc nói chung và nói riêng đến với trung tâm bảo tồn chúng tôi. 365m tượng trưng cho 365 ngày trong năm, 12 địa hình ý nghĩa là 12 con giáp, trong đó có loài chó này. Từ vật xuất phát, sau khi được sự nhắc nhở của huấn luyện viên trực tiếp, các vận động viên rất nhanh chóng lao từ độ cao khoảng 90cm và tiếp đất một cách rất gọn gàng. Kế đó là vượt lên độ cao khoảng 1m2 qua địa hình bới đất tìm đường và lắp qua địa hình gốc cây ngàm cách rất đẹp mắt để hết đường đua thứ nhất. Sau khi hết đường đua thứ nhất, các đứa huyện vệ trái tiến lên nhịp cầu tre. Và thật là nhịp nhàng khi vượt qua địa hình gần đá nhấp nhô, tiến sâu vào rừng cổ thụ và tiếp tục chui xuống đường hầm để hết đường đua số 2. Khi hết đường đua số 2, các đứa huyện vệ phải băng qua đường đua tốc độ. Ở đường đua tốc độ này, chúng tôi không bố trí địa hình cản trở cho nên các vận huyện đột ngột tăng tốc như đang săn bắt rượt được một con mồi để hết đường đua số 3. Khi hết đường đua số 3, các đứa huyện vệ trái qua địa hình lựa chọn, có những vận động viên đi trên đường đá, đường gạch và có những vận động viên đi trên đường ván để tiến đến địa hình lội suối. Tiêu chí và nhận dạng của loài chó này xuất xứ ở Phú Quốc, trên lưng có xoáy tự nhiên, ngực nở, eo thon, lông xác, tay đứng, đuôi phóc. Và một điều tuyệt vời hơn là bàn chân có màng tự như màng chân vịt, cho nên ngoài phóng nhanh, vượt giỏi, đào bới, luồn lách, tăng tốc khi cần thiết, chúng nó còn biết bơi lội cách rất tài tình để đến với địa hình số phận là kết thúc một lượt đua. Tiếp theo xin mời các huấn luyện viên đưa 6 vận viên khỏe mạnh và sang chuẩn bị để phục vụ các khách lượt đua này. Kính thưa quý khách, nhìn phía bên trái của khán đài trong khu vực rừng nguyên sinh, lác đác những động vật màu xanh viền đậm, các huấn luyện viên rất thành thạo thao tác của mình, chăm chút từng chi tiết một, không quản ngại thời tiết nắng hay mưa, và nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Sự nhiệt tình này là thay cho lời cảm ơn khi quý khách đã đến tham quan ủng hộ cho trung tâm chúng tôi để có điều kiện bảo vệ rừng nguyên sinh và bảo tồn loài chó sói Phú Quốc quý hiếm này. Và tuy rằng là trường đua, nhưng mục đích chính của chúng tôi là muốn giới thiệu đến với quý khách trong và ngoài nước khả năng khéo léo của loài chó này, khác với trường đua tốc độ. Dẫu biết rằng về đích trước phần chiến thắng sẽ cao hơn, phần quà sẽ lớn hơn, nhưng các vận động viên này muốn đạt được điều ấy phải vượt qua 12 chướng ngại vật. Mà mô hình là chúng tôi tái tạo lại một thời loài chó đã sống trong hoang dã rừng sâu Phú Quốc như băng rừng, lội suối, leo trèo, đào bới, rượt đuổi, săn bắt để sinh tồn. Vì là đó, khi các vận động viên vào thi đấu, chúng tôi không mang số đeo cũng như không mặc áo khác màu, mà mặc chính ngay màu áo tạo hoa ban tặng cho loài chó này. Tuy nhiên, ở sân chuẩn bị, chúng tôi sẽ giới thiệu tên từng vận động viên một khi vào thi đấu, sau khi vượt qua 12 địa hình trong bốn đường đua.
Về đích, chúng tôi sẽ đọc tên thứ tự vận động viên nào về trước hay sau để phân thứ hạng. Tiện cho việc các huấn luyện viên tặng phần quà lớn hay nhỏ và lời khen ngợi dài hay ngắn tùy theo thứ hạng ấy. Và để hòa trong không khí thiên nhiên này, chúng tôi tổ điều hành cùng với các khách hãy cho nhau một tràng vỗ tay thật lớn trước khi bước vào sân thi đua. Xin cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của các khách làm cho không khí trận đua hôm nay rất là sôi động và không đợi các khách chờ đợi lâu. Kính mời các khách vui lòng nhìn về bên trái của khán đài ở sân thi đua. Các khách ở đây gồm có 6 vận động viên. Nếu vị trí thứ nhất vẫn người tên là Lùng, nếu vị số 2 vẫn người tên là Sập Vàng, vị trí thứ 3 Mimi, vị trí thứ 4 Lúc Lúc, vị trí thứ 5 Vân Vân và vị trí số 6 vận động viên tên là Tỏ sẽ phê duyệt khả năng của mình qua lượt bên này. Yêu cầu các vận động viên đưa 6 vận động viên của mình vào vạch xuất phát. Phân đấu sự điều khiển của các vận động viên rất tốt và không quên khen ngợi các vận động viên rất ngoan ngoãn ngay lời huấn luyện. Sau khi nhận được tín hiệu ở sân chuẩn bị rất nhanh chóng tiến lên vạch xuất phát bắt đầu cho một cuộc đua ấy là thể hiện tính trung thành cũng như sự vâng lời đối với chủ của lại cho xoay phương pháp. Tính hoang dại về cái này còn rất lớn và tính bài đàn cũng còn rất cao. Có những vận động viên cái lúc đang phơi diện khả năng của mình vẫn tự ý dừng lại như đánh dấu lạnh địa, hoặc có những vận động viên dùng tiểu xảo cản địa đồng đội của mình không cho vượt lên tuyến đỉnh. Vì vậy chúng ta có cử hai vận động viên trên tay có thẻ vàng và thẻ đỏ sẵn sàng rút thẻ vàng để cảnh cáo, rút thẻ đỏ để rút quyền thi đấu nếu vận động viên nào cố tình dừng lại quá thời gian cho phép. Vấn đề phục vụ của khách một lần nữa này rất tốt nhất, bất bình nhất, hấp dẫn nhất và kiểu tính nhất. Yêu cầu các huấn luyện viên tập trung chung hồn, dùng những tín hiệu đúng lúc kịp thời, giữ khoảng cách nhất định để tiện cho quý khách ghi những pha hình cũng như những đoạn video clip luôn kỷ niệm thật vui khi đến với tại Trái Thanh Nga chúng ta. Trong lúc các huấn luyện viên làm nhiệm vụ điều khiển cũng như các huấn luyện viên xây dựng khả năng của mình, chúng tôi tự tin rất mong đón nhận những tràng vỗ tay, những tiếng reo hò, những nụ cười để chúng ta cùng hòa nhau trong không khí thiên nhiên này xem những tiết mục biểu diễn của Trái Xanh Phương Bắc rất chân thành phục vụ và đón chào sự cổ vũ nhiệt tình của chúng ta. Và lượt đua sẽ được bắt đầu. Sau khi được sự nhắc nhở của huấn luyện viên tích, các huấn luyện viên trong chúng ta đều sẵn sàng bước vào trận đua và tinh thần thi đấu được dâng lên cao độ. Để tín hiệu 5, 4, 3, 2, 1 xuất phát. Thông qua những cuộc thi quốc tế và đã đạt được nhiều giải thưởng có giá trị.
để góp phần bảo vệ giống chó quý hiếm này. Từ năm 2000, chúng tôi đã thực hiện dự án bảo tồn chó sấy Phú Quốc Thanh Nga tại xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc. Hiện nay là tại tiểu khu 77, ấp Suối Mây, xã Dương Tơ. Kính thưa quý khách, những năm đầu thực hiện việc bảo tồn, do thiếu kinh nghiệm nuôi dưỡng và chăm sóc nên dự án bảo tồn chó bị thất bại vào năm 2001 và năm 2003. Trong thời gian này, chúng tôi nghĩ đến viễn cảnh là sẽ không có khả năng để tiếp tục thực hiện việc bảo tồn loài chó này. Sau đó chúng tôi tiếp tục gây dựng lại, đến năm 2004, bước đầu khắc phục được một số bệnh thường gặp của chó Phú Quốc. Đến hôm nay đã hoàn toàn khắc phục được những bệnh này, do đó hàng năm chó sinh sản rất nhiều. Hiện nay chúng tôi thực hiện dự án thuê môi trường rừng để trồng, bảo vệ rừng, kết hợp với việc bảo tồn chó sấy Phú Quốc dưới tán rừng. Nhằm để bảo vệ rừng và cảnh quan trong khu vực dự án, do đó việc tác động đến môi trường rừng được hạn chế đến mức thấp nhất, như hệ thống đường đi cho khách tham quan được sử dụng bằng những lối mòn gạch đá. Đường đi vào dự án có bình độ từ thấp lên cao và đường ra của dự án có bình độ từ cao xuống thấp. Uốn lượn theo đường đi là hình ảnh về những tảng đá được giữ nguyên hiện trạng và có nhiều hình thù rất đẹp. Trong dự án có rất nhiều thảm thực vật quý hiếm và nhiều loại gỗ quý như bứa, cám, chàm bìa, chay, có ke, kiền kiền, ổi rừng, dẻ, dên dên, diết, săn máu, trăm, sầm, dên dên. Do đó, dự án bảo tồn chó sấy Phú Quốc đầu tư xây dựng theo mô hình hoang dã, chia thành nhiều khu vực khác nhau. Khu vực chó xếp chữ. Với khả năng đặc biệt của mình, chó sẽ sắp xếp các chữ cái thành câu có nghĩa. Khu vực chó giống. Khu vực này dùng để nuôi dưỡng những con chó đủ tiêu chuẩn để làm giống và cho sinh sản. Khu vực biểu diễn leo độ cao. Khu vực này dành cho những con chó đã được huấn luyện leo được độ cao từ 2m1 trở lên. Khu vực tuyển chọn chó giống. Sau khi chó sinh sản, được tuyển lựa và để lại những con chó đảm bảo các tiêu chí và đủ tiêu chuẩn để làm chó giống. Khu vực phố giống. Khu vực này dành riêng cho các con chó giống trên cơ sở tuyển chọn giống cái và được thật tốt, không trùng huyết thống để tạo giống. Khu vực sinh sản. Khu vực này chỉ dành cho những con cái sinh sản. Khu vực chó đua. Khu vực này chỉ dành riêng cho những con chó đã qua huấn luyện đua và dùng cho việc tổ chức đua địa hình. Khu vực điều dưỡng. Khu vực này dành cho những con chó bị bệnh hoặc bị chấn thương trong quá trình huấn luyện chó đua, bị cắn nhau để tranh giành lãnh thổ, tranh giành bầy đàn. Khu vực nghĩa địa chó. Khu vực này được xây dựng từ khi dự án bảo tồn hình thành. Hiện tại có rất nhiều chó được chôn ở đây do nhiều lý do như bệnh chết, cắn nhau, thử thuốc, không đạt một số tiêu chí. Để nhận biết và phân biệt được giống chó Phú Quốc và những giống chó khác chỉ dựa vào 6 tiêu chí riêng của chó Phú Quốc như sau. Chó có xuất xứ từ Phú Quốc Việt Nam, phải có xoáy lưng, chân màng dịch, lông dưới 2cm, ngực nở, bụng thon, đuôi vót cần câu. Các tiêu chí trên được xây dựng dựa trên cơ sở, đa số chó Phú Quốc đã tồn tại từ lâu trên đảo Phú Quốc và có những tiêu chí này là phổ biến. Những vị lão làng ở Phú Quốc từng nuôi dưỡng rất nhiều chó sấy Phú Quốc để săn bắt, khẳng định rằng móng đeo không phải là tiêu chí riêng của chó Phú Quốc. Và trong thực tế, móng đeo gây cản trở trong việc săn đuổi con mồi do các dây leo thường dướng vào các móng đeo và rất khó thoát thân khi bị kẻ khác rượt đuổi vì tốc độ của chó bị chậm. Song song với các tiêu chí trên, chó Phú Quốc còn có trên 16 đặc tính rất tuyệt vời. Nó thể hiện bản chất thật sự của chó xoáy Phú Quốc mà hiếm có loài chó nào có được, như tập tính hoang dã, giữ nhà, giữ giường, đi săn bắt rất tốt, trung thành với chủ, tính tổ chức và tính bầy đàn rất cao, rất nhanh nhẹn và khéo léo. Sinh sản ở trong các hang hốc, bảo vệ con rất tốt, nhớ rất lâu, bơi lội, leo trèo rất tốt. Từ 4 đến 6 tháng tuổi thường cắn xé các vật dụng. Tru trú khi có tiếng động lạ, lúc tối trời, sáng trăng, cắn nhau quyết liệt, thường hay đào bới hang, rất háo ăn. Cần lưu ý khi chó đang ngủ không nên chạm vào. Khi đến gần chó không cầm cây, gạch, đá, búa. Vì với bản năng hoang dã, chó phản ứng rất nhanh, do đó chó không phân biệt được thái độ vô tình hoặc cố ý của con người đối với chúng trong trường hợp trên.
Để hiểu rõ hơn các đặc tính này, chúng tôi có dịp được nghe những người từng nuôi chó tại Phú Quốc nói về loài chó này như sau. Trong thực tế, chó sấy Phú Quốc được thuần dưỡng, nuôi dưỡng phổ biến trong những năm gần đây. Còn trước đây, chỉ có một vài gia đình nuôi giống chó này để săn bắt và giữ nhà giữ vườn. Những con chó còn lại đương nhiên là sống hoang dã trong rừng, thỉnh thoảng dân đi rừng gặp và đem về nhà thuần dưỡng lâu dài để trở thành chó giữ nhà giữ vườn chó săn. Tất nhiên trong điều kiện như vậy, chó vẫn chưa tách khỏi hẳn đời sống hoang dã của mình. Hiện tại vẫn có một số trường hợp bắt được chó con từ trong rừng đem về nuôi dưỡng. Nhiều gia đình đã sinh sống lâu năm tại Phú Quốc khẳng định rằng khi chủ nhà nuôi giống, đương nhiên những con chó Phú Quốc thực hiện nhiệm vụ của mình để giữ nhà và chúng không có làm bất kỳ bài học khác vào nhà. Sau đó đối phương không để ý thì quay lại tiếp tục cắn nhau để giành lợi thế. Chó Phú Quốc cắn nhau, nếu không can thiệp kịp thời thì tỷ lệ thương tích và chết là rất lớn. Đặc biệt là sống trong hang hốc. Trong thực tế thì phần lớn chó Phú Quốc đều thích sống trong các hang mà do chúng tự lựa chọn và xây dựng. Đây là tập tính thể hiện bản chất hoang dã rất rõ. Thông thường chó được đào hang rất đơn giản, chiều sâu khoảng từ 60 đến 80 phân. Hang có phần ngoài nhỏ và bên trong lớn, để khi chui vào, chó sẽ xoay đầu ra phía cửa hang để vừa trông giữ lãnh thổ và vừa sẵn sàng tấn công con mồi. Khi hang này hư, chúng tiếp tục đào hang khác và cứ như thế. Đối với chó cái thì việc đào hang để sinh sản mất nhiều thời gian và phức tạp hơn. Hang sâu từ 80 đến 120 cm. Ở phía cửa hang xuyên xuống đất gốc từ. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dự án bảo vệ rừng nguyên sinh và trường đua địa hình chó sấy Phú Quốc trang trại Thanh Nga xin trân trọng kính chào quý khách. Xin cảm ơn. Sau khi được sự giới thiệu của hướng dẫn viên nội bộ, đưa quý khách đến tham quan từng chuồng trại nơi chăm sóc và bảo tồn loài chó sấy Phú Quốc đặc biệt này, chúng tôi xin được phép kính mời quý khách vui lòng về phía khán đài.
tổ đội hình trường đua địa hình chúng tôi sẽ phục vụ quý khách bằng một lượt đua địa hình kéo tới Phú Quốc. Lượt đua này gồm có 6 vận động viên khuyển. Sau khi quý khách xem xong lượt đua địa hình kéo tới Phú Quốc, chúng tôi sẽ có hướng dẫn viên người mộ đưa quý khách tiếp tục về phía tay phải của khán đài là lối đi tham quan để xem những tiết mục tiếp theo. Kính thưa quý khách, tổ đội hình trường đua địa hình chúng tôi hôm nay gồm có hướng dẫn viên người mộ Hoàng Lên. Xin cảm ơn dẫn chương trình Nguyễn Trung, xin kính chào huấn luyện viên trưởng Kim Cốt, xin cảm ơn huấn luyện viên phó Văn Hậu, xin cảm ơn và huấn luyện phó Quy Nguyễn, xin cảm ơn sẽ trực tiếp điều khiển các tuyển thuyền của mình vào trường thi đấu để phục vụ quý khách. Trong lúc chờ đợi các huấn luyện viên làm nhiệm vụ của mình, chúng tôi xin được phép giới thiệu sơ lược về trường đua địa hình như sau. Trường đua địa hình gồm có 4 đường đua, tổng chiều dài là 365m, trong đó chúng tôi có bố trí 12 địa hình. 4 đường đua được tượng trưng cho 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. Sẽ mát mẻ như mùa xuân, khắc nghiệt như mùa hạ, yên bình như mùa thu và rét buốt như mùa đông. Những loài cá này vẫn tồn tại hàng ngàn năm ở Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam. Vì đây là tài sản quý của nước nhà, sở dĩ chúng tôi thành lập trung tâm bảo tồn vì sợ loài chó này là cái giống chó khác mất dần giống chó Phú Quốc. Và thứ hai là chúng tôi muốn tăng thêm một sản phẩm rất mới lạ khi đón chào quý khách đến tham quan nghỉ dưỡng ở đảo Ngọc Phú Quốc nói chung và nói riêng đến với trung tâm bảo tồn chúng tôi. 365m tượng trưng cho 365 ngày trong năm, 12 địa hình ý nghĩa là 12 con giáp, trong đó có loài chó này. Từ vạch xuất phát, sau khi được sự nhắc nhở của huấn luyện viên trực tiếp, các vận động viên rất nhanh chóng lao từ độ cao khoảng 90cm và tiếp đất một cách rất gọn gàng. Với đó là vượt lên độ cao khoảng 1m2 qua địa hình bới đất từ đường và đất qua địa hình gốc cây ngã cách rất đẹp mắt để hết đường đua thứ nhất. Sau khi hết đường đua thứ nhất, các vận động viên rất nhanh chóng vẽ cái tiến lên nhịp cầu trang và thật là nhịp nhàng khi vượt qua địa hình gần đá nhấp nhau, tiến sâu vào rừng cổ thụ và tiếp tục tuôn xuống đường hầm để hết đường đua thứ hai. Khi hết đường đua thứ hai, các vận động viên vẽ phải băng qua đường đua tốc độ. Ở đường đua tốc độ này, chúng tôi không có cái địa hình cản trở, cho nên các vận động viên đột ngột tăng tốc như đang săn bắt vượt được một con mồi để hết đường đua số 3. Khi hết đường đua số 3, các vận động viên vẽ cái qua địa hình lựa chọn. Có những vận động viên đi trên đường đá, đường gạch và có những vận động viên đi trên đường ván để tiến đến địa hình lộ suối. Tiêu chí và nhận dạng của loài chó này xuất xứ ở Phú Quốc. Trên lưng có xoáy tự nhiên, ngực nở, eo thon, lông sát, tay đứng, đuôi vót. Với mục tiêu tuyệt vời hơn là bằng chân có màng tự như màng chân vịt. Cho nên ngoài phóng nhanh, vượt giỏi, đào bới, luồn lách, tăng tốc khi cần thiết, chúng nó cũng biết bơi lượn cách rất tài tình để đến với địa hình số phận là kết thúc một lượt đua. Tiếp theo xin mời các huấn luyện viên đưa sau vận viên của đội mình vào trang chuẩn bị để phục vụ với các lượt đua này. Kính thưa quý khách, nhìn phía bên trái của khán đài trong khu vực rừng nguyên sinh, lát đác thì đồng phục màu vàng vùng xanh, các khu vụ viên rất thành thạo thao tác của mình, chăm chút từng chi tiết một, không còn ngại thời tiết nắng hay mưa, và nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Sự nhiệt tình này là thay cho lời cảm ơn khi quý khách đã đến tham quan ủng hộ cho trung tâm chúng tôi để có điều kiện bảo vệ rừng nguyên sinh và bảo tồn loài cá sấu Phú Quốc quý hiếm này. Tuy rằng là trường thua, nhưng mục đích chính của chúng tôi là muốn giới thiệu đến các quý khách trong và ngoài nước khả năng xe hơi của loài chó này có thời gian hữu hụi. Khác với trường đua tốc độ, vừa biết rằng vừa đất trước, chiến thắng sẽ cao hơn, trường hòa sẽ lớn hơn. Nhưng các vận động này muốn đạt được điều ấy, cần vượt qua 12 ký này rồi. Do hôm nay là chúng tôi đã tạo lại một thời loài chó đã sống trong hoang dã ở rừng sâu Trung Quốc. Như băng rừng lộ suối, leo trèo, đào bới, rượt đuổi, săn bắt để sinh tồn. Vì là đó, khi các vận động viên vào thế đấu, chúng tôi không mang số leo, cũng như không mặc áo khác màu, mà mặc chính ngay màu áo tạo thoát thân phận cho loài chó này. Tuy nhiên, ở sàn chuẩn bị, chúng tôi sẽ giới thiệu tên từng vận động viên một khi vào thế đấu. Sau khi vượt qua 12 địa hình trong 4 đường đua, về đích, chúng tôi đặt tên thứ tự và một vận là về trước hay sau được tên thứ hạng. Tùy theo việc các huấn luyện viên tặng phần quà lớn hay nhỏ, và lời khen ngợi dài hay ngắn tùy theo thứ hạng ấy. Vừa để hòa với không khí của một rừng thiên nhiên này, một buổi
nhiều thứ đẹp. Chúng tôi để đoàn cùng với quý khách hãy coi như một càn dễ quan thật tới trước khi bước vào sân vận động. Xin cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của quý khách làm cho không khí trường đua hôm nay rất là sôi động và không để quý khách chờ lâu. Kính mời quý khách vui lòng nhìn về phía bên trái của khán đài ở sân vận động. Quý khách có thể gồm có 6 vận động viên. Đứng vị trí thứ nhất của đội tuyển tên là Hà Thành. Vị trí thứ hai, Nono. Vị trí thứ ba, Mimi. Vị trí thứ tư, Mực Mực. Vị trí thứ năm, Vân Vân. Và vị trí thứ sáu, Rút Rút. Để thể hiện khả năng của mình qua lượt đua, yêu cầu các cổ động viên đưa sâu vào ngôi của mình vào mặt trước mắt. Hôm nay sự biểu hiện của các cổ động viên rất tốt và chúng tôi xin gửi các cổ động viên rất ngoan ngoãn nên là huấn luyện. Sau khi nhận được tín hiệu và trang chuẩn bị và rất nhanh chóng tiến lên và xuất phát tất cả các mặt cuộc đua ấy là thể hiện lên tính trung thành cũng như sự còn rất lớn và tính bày đàn cũng còn rất cao. Có những vận động viên trong lúc đang phô diễn khả năng của mình vẫn tự ý dừng lại như đánh dấu lặn địa, hoặc có những vận động viên dùng tiểu chảo gạt địa đồng đội của mình không cho vượt lên phía trên. Vì vậy chúng tôi có cử hai huấn luyện viên trên tay có thẻ vàng và thẻ đỏ sẵn sàng rút thẻ vàng để cảnh cáo, giúp cho đội tuyển suốt quyền thi đấu nếu vận động nào cố tình dừng lại có thời gian cho phép. Cũng như được thao lớn lên các huấn luyện viên làm nhiệm vụ điều khiển cũng như các vận động viên đang phô diễn khả năng của mình. Những thao lớn thế vừa từ rất ngoạn mục kịch tính, chúng ta rất mong đón nhận những càng rửa tay, những tiếng cây hòa, những nụ cười thoải mái để chúng ta cùng chúng ta trong một buổi biểu diễn cho sân khấu này. Rất mong được sự ủng hộ của quý khách. Phần lượt đua sẽ được bắt đầu sau khi được sự nhắc nhở của huấn luyện viên trực tiếp. Các vận động viên đang tư thế đều sẵn sàng hướng về phía trước và tinh thần thi đấu được dâng lên cao độ. Theo tín hiệu 5, 4, 3, 2, 1. Của khán đài, chúng tôi sẽ có hướng dẫn viên nội bộ đưa quý khách tiếp tục cuộc tham quan. Hai bên là đồi núi rừng nguyên sinh, có những loài cây gỗ rất quý hiếm, những phiến đá mọc tự nhiên, hình thù rất đẹp mắt. Đặc biệt một đồi sim rất thơ mộng đang mùa cho hoa trái, một dòng suối rất êm đềm, một sảnh nhiều chân rất lịch sự sẽ đón chào quý khách cho đến sân để tiếp mục tiếp theo. Xin trân trọng kính mời. Xin mời nguyên thủy vui lòng đi ra phía tay phải của khán đài.